Rồi, xin chào anh em nha. Hôm nay mình lại về được bình 125 Diêm Thái nha anh em. Bữa hổm nó hết hàng, bữa hổm nó về số lượng ít quá, nó không đủ hàng nha anh em. Hôm nay là mình về được khoảng 20 hai mấy bình. Thì anh em nào bữa hổm mà có được alo mình mà hết hàng thì bây giờ muốn mua hàng của mình thì cứ việc alo lại cho mình nha. Thì bình Diêm Thái 125 thì mình báo giá cho anh em luôn. Và mình bán cho anh em có giá là 485.000 là bao ship nha anh em. 485.000 bao ship. Thì cái này là mình có bảo hành cho anh em là 30 ngày nha. Bảo hành cho anh em 30 ngày, trong cái bình xăng con mình có sẽ để cái miếng giấy bảo hành trong đó nha anh em. Thì trong miếng giấy bảo hành mình có sẽ có ghi ngày, ngày tháng bảo hành. Thì anh em thấy miếng giấy thì nhỏ thì anh em cứ chụp hình vô điện thoại giữ lại giùm mình nha. Có gì thì anh em cứ gửi việc gửi Zalo qua cho mình thì mình bảo hành cho anh em thôi nha. Thì cái phần bảo hành á thì cũng đơn giản, thì anh em gửi bình về, nếu mà bình lỗi á thì mình đổi cho anh em bình khác, còn mấy bình nào mà nó hợp gì đó mình khắc phục được thì mình khắc phục, còn không được thì mình đổi cho anh em liền bình khác nha. Rồi mọi chi phí á, gửi hàng tới lui đổi trả là bên mình chịu hết nha anh em, cứ việc là ghi địa chỉ của mình rồi gửi về cho mình thôi, còn bao nhiêu chi phí thì mình trả hết nha. Anh em có gửi đổi trả thì anh em cứ gửi rồi gửi thường thôi nha, đừng có gửi nhanh nữa tiền ship nó cao lắm nha anh em. Để nhanh là tiền ship 60.000 một bình, còn anh em gửi thường thì khoảng 30-35 tùy theo bên gì theo hoặc là bưu điện nha, tùy theo bên. Rồi bây giờ tới cái bình xăng thì đây, bình xăng 125 ghim, đúng hàng ghim 125 Thái nha anh em. Hàng thì bên mình có vệ sinh lại rồi hết nha, toàn bộ là chưa phục hồi nha anh em. Bình là bao cho anh em là chưa phục hồi gì hết nha, chưa đóng cối luôn nha, chưa phục hồi, chưa đóng cối. Các bình này thì mình chỉ vệ sinh, mình thay gon, thay bóng tu đồ lại thôi nha anh em. Còn nhiêu là còn ok hết. Thì bao đẹp cho anh em luôn. Nói chung cái giá 400 mấy này thì tính ra là rất là rẻ nha anh em. Tại vì cái bình này mình mua mới khoảng 1.7-1.8 mà bên mình thì bán còn bảo hành cho anh em nữa, mà chỉ giá chỉ có 485.000 thôi nha. Thì nói chung là cái này là bao ship cho anh em luôn đó. 485.000. Bình nào cũng đẹp hết nha anh em. Nói chung là bao nhiêu mỗi cái bình thì mình sẽ test thử đàng hoàng lên xe đồ rồi thì mình mới gửi cho anh em nha. Nói chung là ít có bị trục trặc lắm nha anh em. Bình nào cũng đẹp hết. Đợt này thì về khoảng được 20 cái nha anh em. Hổm thì về ít, bữa hổm nó về có 10 cái thôi. Đợt này về được 20 cái. Anh em nào cần thì cứ gọi alo lại cho mình nha. Quá đẹp luôn. Bữa hổm anh em nào mà có điện mình á mà chưa có mua được á thì nay thấy video mình đăng lên thì anh em điện lại giùm mình nha, tại vì nhiều người dặn quá cái mình cũng không nhớ nữa. Thì anh em nào mua thì cứ việc alo lại cho mình thì mình gửi hàng cho anh em. Thì cái phần bình xăng này thì mình là ship code toàn quốc nha anh em, ship code toàn quốc, được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán nha. Nói chung bình xăng này có bảo hành á thì anh em nào không nhận hàng được thì nhờ người nhà nhận giùm cũng được, tại vì đã mình có bảo hành cho anh em rồi, bảo hành cho anh em đúng bình zin rồi thì anh em cứ việc nhận hàng đi rồi về kiểm tra hàng sao cũng được, tại vì hàng mình bán thì bao uy tín, bao chất lượng cho anh em, đã có bảo hành cho anh em 30 ngày thì anh em đừng lo cái vụ mà hàng quá nha. Nói chung là anh em đi công việc hay gì đó không có ai nhận thì anh em nhờ người nhà nhận giùm, thì về tới đó anh em cứ mở ra coi kiểm tra thôi, không có gì hết, sai hàng thì anh em cứ việc alo mình, hoặc là anh em nào mà nhận không được á, kiểm tra không được liền á thì anh em cứ chưa khoan họ xét cái hộp ra kiểm tra rồi quay lại cho mình cũng được, không cần thiết mà phải đợi có nhà mới nhận hàng nha anh em. Tại vì có nhiều trường hợp không có nhà cái không đến cho người nhà nhận hàng. Rồi bình này thì bán cho anh em 485.000 ship, bao ship nha anh em. Rồi bây giờ để mình lên xe mình test thử cho anh em có cái bình mình lên xe này nha. Đây bình 125 đó, xe này 125. Thì cái bình này mình cũng đã vệ sinh đầy đủ rồi, mình cũng đem lên gắn lên xe mình test. Nói chung là mỗi cái bình luôn, mỗi cái bình nào cũng vậy, trước khi gửi cho anh em là mình phải test thử nha, tại vì nó cũng nhầm khi nó sẽ có bị trục trặc nha anh em, nên mình test thử rồi mình gửi cho anh em.
đây đó mình mở máy cho anh em rồi. Đó garanti vậy mình mới gửi cho anh em nha, garanti thì thầm luôn. Thì chạy là bao ngọt. Garanti đầy đủ luôn. Đó, cái xe này là xe mình để thử bình xăng này nha anh em. Đó, anh em nghe tiếng bô nữa nè. Rất là êm nha anh em. Rất là ngọt. Garanti là anh em để vậy nè chạy khoảng 1 tiếng chưa tắt nữa nha. Dòng bình này thì mình bán cho anh em với giá đó thì bao rẻ cho anh em, tại vì mình đã test sẵn hết, vệ sinh hết và anh em chỉ việc gáp vô thôi, không cần tháo ra làm gì lại hết nha anh em. Bình 25 kim thái nè thì mình đi rất là ngọt anh em, rất ngọt mà ít hao xăng, ít hao xăng hơn mấy dòng 110 của hàng quay ớt nữa nha anh em. 110 quay ớt, 110 đó đi rất là hao xăng, bình thì đi là tiết kiệm xăng rất là nhiều, 125 nhưng mà lại tiết kiệm nha. 125 nhưng mà rất là tiết kiệm xăng. Đó, giờ mình để mình quay cái này nha. Đó, đây nổ garanti nha anh em, quá im luôn. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha anh em. Anh em nào có mua hàng thì cứ về alo trực tiếp cho mình nha. Số điện thoại mình có để trên phần mô tả dưới phần video clip đó nha anh em. Ship code toàn quốc. Được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền ha. À, bao đẹp cho anh em luôn. Quá đẹp luôn. Bình nào cũng đẹp hết. À, máy bình mình test thẳng sẵn rồi nè nha anh em. À, test sẵn rồi để chữ ok nè. Đó, máy bình này là mình test sẵn rồi nè, test rồi luôn nè, mình để anh xem mình chạy thử rồi luôn. Đó, bao đẹp, bao đẹp, bao rẻ cho anh em luôn. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha nè. Anh em nào có xem được thì cứ anh em nào có coi được video clip của mình thì nhớ đăng ký kênh và nhấn vô cái chuông nha anh em để theo dõi những video tiếp theo, tại vì mình bán phụ tùng xe với bình xăng thì cũng nhiều loại lắm nha anh em. Cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ mình nha.